Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ mua được hơn một tí cua, khoảng 1,5 kg cua Cà Mau, cua thịt này các bạn. Cua này mình mua được cái nguồn gốc biết chắc là ở dưới Cà Mau này. Bây giờ mình sẽ làm cua hấp bia nhé. Mấy cái hải sản mà tươi sống này thì mình cứ chế biến càng đơn giản thì nó lại càng giữ được cái độ tươi ngon với lại cái mùi vị của tự nhiên của hải sản. Bây giờ mình sẽ rửa sạch và mình hấp. Và hôm nay sẽ làm hai món. Hôm nay cả nhà chỉ ăn hải sản thôi, làm nghêu hấp xả luôn nhé. Bây giờ là đến với công đoạn rửa với lại cái cua á. Mình về mình đừng, nó đang còn sống thì mình đang có cái dây chó này thì mình dễ làm, mình đừng có vội cắt cái dây đi. Mình rửa cho nó sạch đi rồi mình mới chặt cho nó chết, rồi mình hãy thả cái dây ra, chứ không nếu mà mình thả cái dây ra là mình không làm được luôn á. Như đó, như vậy rồi. Lát nữa mình sẽ chấm với muối tiêu xanh, muối sữa. Là mình sẽ chia sẻ cái video mình làm muối sữa để chấm hải sản nhé. Đây mình sẽ làm nghêu hấp xả nhé. Hôm nay cả nhà chỉ ăn hải sản thôi. Nghêu hấp xả thì rất là đơn giản thôi, mình cứ rửa sạch nghêu rồi xả, và mình cho thêm một chút bột ngọt, vì là nghêu nó mặn sẵn rồi, mình đừng có cho thêm muối nhé. Nghêu đã chín, thơm quá, có một chút mùi xả vô là thơm. Cái này mình không bỏ nước, nước của nghêu nó ra đó. Còn để mình xem coi cua nó chín chưa. Cua này chín rồi, lúc nãy mình làm nghêu nên mình có tắt bếp đi. Chín rồi các bạn. Bây giờ chỉ bỏ ra và ăn tối thôi. Đây mình đã vừa nấu xong bữa cơm. Hôm nay nhà có khách là anh trai của mình xuống, nên là cả nhà tụ tập cua hấp bia, nghêu hấp xả và một dưa leo bầu luộc ăn kèm và cá kho. Đây mình giới thiệu với các bạn một món đồ chấm hải sản. Đây là muối tiêu xanh, muối sữa tiêu xanh. Những cái đồ hải sản thì mình ăn ở ngoài nhà hàng hoặc là mấy cái quán thì mình, các bạn ăn cái này rất là nhiều. Hôm nào mình sẽ làm video chia sẻ về cách làm muối sữa tiêu xanh này nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu ủng hộ kênh thì các bạn hãy like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào các bạn.